Hệ thống kim cương thiên nhiên cao cấp độc quyền người Việt tại Hoa Kỳ. Lâm Trừ Vĩ Diamond xin hân hạnh giới thiệu đến tất cả quý vị khắp nơi trên thế giới những chương trình livestream đặc biệt trên kênh YouTube Lâm Trừ Vĩ Diamond Official dưới sự điều hành và sáng tạo của CEO Lâm Trừ Vĩ. Công ty chỉ duy nhất chuyên về những sản phẩm kim cương thiên nhiên, những viên kim cương đặc biệt độc đáo Pink Diamond, GIA, Burma Ruby, Emerald, Sapphire, Sapphire, Cẩm Thạch Thiên Nhiên, AJ và những bộ trang sức độc quyền do chính Lâm Trừ Vĩ thiết kế và sản xuất. Hệ thống kim cương Lâm Trừ Vĩ Diamond là công ty kim cương duy nhất và đầu tiên của người Việt tại California đạt nút bạc của YouTube với hơn 1/3 triệu người theo dõi và hơn 8 triệu lượt người view. Chúng tôi có nhiều chi nhánh khác nhau tại California trong thương xá Phước Lộc Thọ, lầu 2, số 230-10 và số 224. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi và ủng hộ công ty suốt thời gian qua. Xin quý vị liên lạc trực tiếp số phone 310-968-0577 khi có nhu cầu mua sắm. Lâm Trừ Vĩ xin gửi lời chào đến quý vị và mời Christian. Vâng, Christian xin kính chào tất cả quý vị đang theo dõi livestream. Nay ngày mấy trăm? Ngày thứ 5. Rồi, trăm coi cái giấy dạ, ngày đêm coi ngày luôn. Ngày ngày 18 tháng 4. Ở đây, để giấy đây luôn. Ngày tháng là em phải viết xuống để em mới nhớ. Đó, không là không nhớ ngày nữa nha quý vị. Hôm nay thứ 5 rồi hả? Tưởng thứ 4 chứ. Dạ. Dạ. Không sao. Đi trễ ngày hơn đi sớm ngày. Sao rồi, có chương trình gì vui? Và ở trong tháng 4 thì quý vị thấy rồi, lẹ quá hả? Đó, mới đây tháng 1, tháng 2, tháng 3 và tháng 4 rồi cái quay đi cái xong rồi cái tới July. July xong rồi cái Thanksgiving, no Halloween đi. Đó, nói Halloween đi. Lẹ lắm quý vị ơi. Lẹ lắm. Yeah, no Labor Day em không care mấy. Mà ngộ ghê, năm nay là năm nay là cái ngày Easter nó nằm trong tháng 3 quý vị, cho nên mình vừa celebrate Easter tháng 3 xong, mọi năm là Easter nó nằm trong tháng 4 mà năm nay là tháng 3. Ngộ yeah, nó quý cuối vị tháng 3. Tại yeah, vì thường Easter nó phải lên cái ngày chủ nhật. Đúng rồi. Là ngày chủ nhật đầu tháng hoặc là cuối tháng. À. Cho nên là bây giờ chương trình này đáng lẽ là những cái tuần này là đáng lẽ nằm trong chương trình Easter, nhưng mà thôi thì chúng tôi lại tiếp tục sale cho quý vị với không sao. Với cái chương trình gọi là Spring Spring Sale. Ừ. Trong cái thời gian vừa qua thì vâng, cảm ơn quý vị. Cái thời gian qua thì số lượng khách hàng mà apply cho cái thẻ credit card của công ty chúng tôi tăng trưởng rất là mạnh quý vị. Ở bên hệ thống nhà băng cũng liên lạc với Lâm Trừ Vĩ trong những cái ngày vừa qua và họ cũng rất là ngạc nhiên với số lượng khách hàng tăng một cách rất là đột ngột, và cái điều đó nó rất là quan trọng bởi vì cho chúng tôi thấy được là quý vị thích mua kim cương, quý vị gọi là luôn luôn ủng hộ thương hiệu Lâm Trừ Vĩ, và với cái hệ thống trả góp từ 6 đến 12 tháng chúng tôi giúp cho quý vị mua sắm nó thoải mái về cái phần tài chính. Nhiều quý vị hỏi Lâm Trừ Vĩ chứ ủa trên trong cái website thì nó đề là có cái tiền interest mà, đúng không? Thì quý vị biết tại sao mà mình nói là không có interest không quý vị? Bởi vì chúng tôi là người run cái promotion đó cho quý vị, chúng tôi là người tặng riêng cái phần tiền lời đó cho quý vị. Có nghĩa là khi mà quý vị apply cho thẻ credit card thì chắc chắn người ta phân tiền cho quý vị mượn. Để quý vị mua sắm thì người ta phải tính tiền lời. Thì công ty chúng tôi là cái người muốn khách hàng người ta mua sắm, chúng tôi phải trả cái tiền lời để cho cái nhà băng, để cho quý vị được free interest. Và đó là cái điều rất là quan trọng. Bởi vì nếu mà tiệm nào người ta cũng làm được như vậy thì đâu còn gì để nói. Nhưng mà bởi vì chúng tôi có cái khả năng, chúng tôi có cái điều kiện, và chúng tôi có được cái sự mình tri ân cái người khách hàng, và rất là vui để thấy được cái số lượng khách hàng theo dõi trên Facebook của Lâm Trừ Vĩ rất là đông. Trên Facebook Lâm Trừ Vĩ Official, Lâm Trừ Vĩ Diamond, thì xin quý vị cứ
vào follow, quý vị share. Tại vì thí dụ như quý vị đã follow rồi á, có nhiều người chưa follow thì bây giờ quý vị share ở trên cái Facebook quý vị thì người nào đó vô tình người ta coi, bạn quý vị coi thì bạn quý vị lại share tiếp, rồi bạn quý vị follow, bạn quý vị lại share chương trình của chúng tôi thì chương trình của chúng tôi lại được thêm nhiều người hơn. Tại vì từ đây cho đến cuối năm thì chúng ta còn rất là nhiều những cái chương trình đặc biệt, chương trình tri ân khách hàng cho giữa năm nè, tri ân kỷ niệm mười mấy năm anniversary, chương trình Thanksgiving, chương trình Mother's Day. Phải nói là tràn ngập những cái chương trình big sale mà đôi lúc quý vị follow thì quý vị mới biết được những cái promotion chúng ta đang có là cái gì. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một chương trình rất là tuyệt vời và chào đón quý vị ở trên Facebook, trên YouTube. Cảm ơn tất cả quý vị ủng hộ hàng tuần ngày thứ ba, thứ năm và ngày chủ nhật. Tất cả quý vị xin nhắc lại, quý vị muốn apply cho chương trình trả góp, quý vị cứ follow cái link nằm phía dưới. Trong những tuần vừa qua thì Lâm Chủy đang làm việc với nhân viên để mà mình upload những cái QR code nó nằm những cái promotion riêng ở trên Facebook cho quý vị luôn. Và ngày hôm nay chúng ta đến với một chương trình sale rất là đặc biệt nha quý vị. Ngày hôm nay sẽ là một ngày thứ năm tuyệt vời với rất là nhiều món hàng mà Lâm Chủy nghĩ quý vị sẽ rất là bất ngờ khi quý vị chiêm ngưỡng những mẫu thiết kế này. Sản phẩm đầu tiên ngày hôm nay xin mời quý vị đến với một mặt dây chuyền. Mặt dây chuyền này là được thiết kế với những viên kim cương màu. Kim cương màu, không phải là đá mà là kim cương. Kim cương màu nha quý vị. Đó, kim cương màu nó gọi là color diamond. Mặt dây chuyền này gồm là 3 viên hộp xoàn hình giọt nước, hình tròn và hình pear shape, hộp xoàn màu vàng, hộp xoàn màu nâu. Mặt dây chuyền này được thiết kế thêm những cái viên hộp xoàn tròn là 2.5 ly nha. Và quý vị mua mặt dây chuyền này, nếu mà quý vị lấy luôn sợi dây thì mình cộng thêm sợi dây là $100. Còn cái mặt dây chuyền này là xin gửi đến quý vị giá rất là rẻ ngày hôm nay nha quý vị. Wow, 850 đồng cho cái mặt dây chuyền này. Ở đây là mình có một viên hộp xoàn hình giọt nước màu xanh là 4 ly, rồi viên hộp xoàn tròn là 3.5 ly, và kế tiếp một viên hộp xoàn fancy yellow là 5.5 ly, viên hộp xoàn to nhất là 5.5 ly, viên hộp xoàn nhỏ nhất là 3.5 ly và là 4 ly. Mẫu thiết kế này được thiết kế bằng vàng 18K và giá là $850 cho mặt dây chuyền này nha. Vâng, một mặt dây chuyền này dài khoảng đâu gần như 2 inches nha quý vị. Đó, với những viên kim cương màu quý vị thấy rồi, rất là đẹp. Cái giá cắt này hình giọt nước nè, nó là một cái màu giống như cái màu honey đó vậy, nhưng mà nó nhạt nhạt. Rồi đi xuống lại là một viên kim cương tròn, đi với cái cháu bezel là kim cương trắng. Rồi đi xuống nữa lại là một viên kim cương giá cắt hình tròn, cũng lại là một viên kim cương màu brown. Đó. Rồi đi xuống cuối cùng lại là một viên kim cương hình giọt nước mà lại là màu vàng. Mấy thấy không? Đây là một mặt dây chuyền phải nói rất là ấn tượng là với những cái giá cắt đặc biệt. Vâng, và cái màu đặc biệt. Và chúng ta sẽ bước qua mẫu thiết kế số 2 ngay bây giờ luôn. Ngày hôm nay chúng ta có rất là ngắn thời gian thì Lâm Chủy Vĩ phải có một cái commitment, quý vị. Lâm Chủy Vĩ phải đi sớm, cho nên là xin mời quý vị theo dõi chương trình với rất nhiều sản phẩm sale số 2. Xin mời quý vị nhìn lên màn hình. Đây, Lâm Chủy đang check cái giá cho quý vị nha. Cái mẫu thiết kế này là giống như là một cái thiết kế rất nổi tiếng của thương hiệu Tiffany & Company nha quý vị. Đây sẽ là một sợi dây lắc tay mà nó thiết kế giống như là một cái sợi dây nịt mà rất là công phu, được làm bằng tay. Quý vị đeo cái sợi dây này trên tay quý vị là nó thấy giống như là những cái đường nó gọi là rope chain đó quý vị. Bằng vàng, màu vàng nha. Rất là dễ thương luôn. Em nhìn thấy vàng 14. Y chang cái dây nịt luôn. Rất là đẹp luôn quý vị, vàng 14. Mà mẫu thiết kế này ngày hôm nay xin mời quý vị gọi vào cho em luôn nha. Ok. Một cái bèo giống như cái bèo mà quý Trần đang có. Em thấy y chang luôn. Lâm Chủy để cho quý vị cái mẫu này với cái giá là 8. Oh, wow. Xinh quá. Rất là rẻ nha quý vị, $790. $790 cho mẫu này. Rồi mình nói tới chiếc lắc tay nha quý vị. Một chiếc lắc tay bằng vàng. Rất là xinh, bằng vàng 14, màu vàng, và hai cái ổ khóa, cái dây nịt đó quý vị, là đều là những kim cương trắng, cho nên nó làm cho cái sợi dây lắc tay nó lại càng nổi bật lên. Quý vị nào thích đeo những cái kiểu mà đi với những cái fashion thì em bảo đảm quý vị đeo cái chiếc lắc tay này ai cũng thích hết.
cho dù mình thích đi nữa rồi cái người mà đi chung với mình họ nhìn thấy họ cũng thích, nhưng tại mà vì nó là nó đặc biệt, mình chỉ có một mà thôi, không có cái thứ hai nha quý vị. Rồi này em bảo đảm là có nhiều quý vị sẽ dành nhau mua. Dạ rồi thôi chúng ta qua số 3 luôn, tại vì liên tục ba cái mẫu kế tiếp quý vị nhìn nó sẽ nằm cùng trong một cái collection này. Mẫu thiết kế số 3 là một tượng thánh giá và luôn sợi dây chuyền nha. Mẫu thiết kế này rất là đặc biệt, ngày hôm nay được thiết kế của Italy nha quý vị. Và một tượng thánh giá dành cho nam và nữ luôn. Mẫu thiết kế này rất là to, quý vị thấy là nếu mà Lâm Trụy để trên cổ nè quý vị, đẹp không? Đây. Đẹp. Rất là đẹp nha quý vị. Đi với emerald. Đó, tất cả là emerald thôi. Được làm bằng tay và luôn sợi dây này là 18 inch của Italy luôn. Tất cả được thiết kế bằng vàng 14K. Mẫu này được làm từ Ý và đây là những viên emerald đẹp nhất mà có thể quý vị mua nha. Rồi mẫu này ngày hôm nay Lâm Trù Vĩ xin gửi đến quý vị giá tổng thể luôn cái mặt dây chuyền, luôn sợi dây này nha quý vị, chỉ có $620. $620 cho mẫu thiết kế này nha. Và kế tiếp xin mời quý vị đến với một cái ok, cái mẫu thiết kế số 3 này là tượng thánh giá này dài bao nhiêu inch? Cái tượng thánh giá dài khoảng 2 inch. Đó, là cái thánh giá thôi. Đó, cái sợi dây chuyền này đi chung với cái này rất là đẹp nha quý vị. Nó dài khoảng 16 inch là cái sợi dây. Nội cái sợi dây này quý vị mua cũng khoảng 400 rồi. Đó. Mà đây luôn cả tượng thánh giá, luôn cả sợi dây với những viên đá emerald, giá cắt emerald cut luôn nha quý vị. Một màu xanh bằng vàng, màu vàng. Đó, vàng 10 mấy đây, em coi coi như vàng 14. 14 nha. Đó. 620 đồng thôi quý vị ơi. Cho cả cái bộ này luôn hả, quý vị nào thích đeo một tượng thánh giá mà phải nói với những viên đá emerald với giá cắt emerald xuất sắc này. Và kế tiếp mình qua mẫu thiết kế số 4 luôn quý vị, để cho quý vị có thể lấy nguyên một trọn vẹn nguyên cái set này luôn. Mẫu thiết kế số 4 lại là một cặp bông tai emerald đi cùng với chiếc nhẫn emerald. Cái bộ này nó dễ thương lắm luôn quý vị, mà lại rất là đẹp nữa. Cái dễ thương là một cái chuyện nhưng mà nó rất là sang trọng. Quý vị thấy là đây là những cái viên đá emerald đến từ Colombia, mỗi bên là 6 ly. Này là 6 ly, ví dụ em luôn 6 ly và chính giữa là một viên đá emerald cũng là 6 ly nha quý vị. Tổng cộng ở trên đây nguyên cái set này, cặp bông tai Lâm Trụy Vĩ gửi đến quý vị giá là 690 đồng và chiếc nhẫn Lâm Trụy Vĩ gửi đến quý vị giá là wow 550 đồng, 690 và 550. Mẫu thiết kế này là được design theo cái kiểu là halo, đi vòng quanh là những viên hộp xoàn 2 tầng cho cặp bông và mỗi bên là một cái viên emerald màu xanh đẹp nhất của emerald. Mỗi bên là 6 ly và chiếc nhẫn rất là tuyệt vời quý vị. Quý vị nghĩ là những cái viên đá emerald thiên nhiên này ngày hôm nay nếu mà mình đi, mình ở trong Costco hiện giờ người ta cũng bán rất là nhiều những cái sản phẩm đá màu. Quý vị vào Costco quý vị thấy emerald, ruby, sapphire, nhưng mà ở trên đó người ta đều cho quý vị biết là nó là man made, có nghĩa là nó không phải là đá thiên nhiên mà đó là đá mà giống như là người ta làm ra thôi để mà người ta bán kèm chung với kim cương. Cho nên là quý vị đang theo dõi nguyên cái bộ đá emerald này là sinh nhật của tháng 5 thì quý vị biết là tháng 5 chỉ còn có 2, 3, 5, 7 ngày nữa thôi là tháng 3 rồi. Bây giờ mình đã gần như là cuối tháng 4 rồi nha quý vị. Phải nói là rất là cảm ơn quý vị đến với những cái chương trình đặc biệt này để chúng tôi có cái cơ hội lựa chọn cho quý vị rất nhiều sản phẩm on sale. Ngày hôm nay là quý vị đến với những cái mẫu thiết kế mà gọi là spring sale. Spring sale là mình trong tiệm mình đang có kho hàng, đang còn giữ lại những cái gì từ đầu năm đến giờ mà mình chưa kịp mà thanh lý hết thì mình sẽ đem lên bán cho quý vị để kịp để chuẩn bị bước vào một cái chương trình mới trong những cái ngày kế tiếp. Mẫu thiết kế số 3, số 4. Đó, quý vị thấy rồi. Đó, chương trình sale bởi thấy cái giá không vị, nổi cái vỏ, cặp vỏ của bông tai này thôi vì mua trên cái giá này rồi. Mình chưa nói tới hai viên đá emerald trên đây nữa. Phải nói đây là nguyên một cái bộ trọn vẹn luôn nha quý vị, với một cái giá chỉ có 690 đồng cho đôi bông và 550 trong chiếc nhẫn thôi. Rồi chúng ta sẽ qua số 5 luôn. Ngày hôm nay có những cái mẫu thiết kế mà nó đẹp quá cho nên Lâm Trụy Vĩ phải muốn là đi thật là nhanh để quý vị có thể coi được hết chương trình. Wow, nói đến đôi bông số 5 này thì thôi, nó rực rỡ, nó lộng lẫy và nó lấp lánh quý vị. Đó. Nhìn nó to khổng lồ luôn nhưng mà thật sự lần nữa với cái sự kết nối và cái sự thiết kế trên đây phải nói là tuyệt vời. Đó. Giống như một cái viên kim cương giọt nước mà giống như 2 carat đó vậy. Nhưng mà đây là những viên kim cương họ ghép lại. Mà nhìn từ xa là bảo đảm quý vị, không ai nói là những viên kim cương ghép lại. Ở chính giữa là một viên hộp sòn 3 ly được thiết kế tạo thành hình giọt nước và cặp bông tai này xin gửi đến quý vị giá là 900
$50. Cái này là bằng tiền quý vị mua một viên hộp sàn 4 ly rưỡi thôi. 950 đồng cho cái cặp bông tai này thì quý vị biết là chỉ bằng tiền quý vị mua có một viên hộp sàn 4 ly rưỡi thôi quý vị. Nhưng mà đây là quý vị có được một cái mẫu thiết kế cặp bông tai rực rỡ rất là đẹp quý vị. Cái mẫu này thì em nói là khi mà Lâm Trụy giải thích là mẫu này quý vị có thể đeo đi tiệc được, đi hàng ngày được. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái mẫu này nó rất là đa dạng, nó tùy theo cái phong cách mà mình thiết kế lên cái áo quần của mình cũng như là mình diện đồ lên như thế nào. Thì có nghĩa là nếu mà quý vị muốn đi tiệc mà quý vị phải bỏ tiền ra mua một cặp bông tai mà đẹp giống vậy thì quý vị sẽ mua nó rất là mắc. Trong khi đó cái cặp bông tai này mình dùng tận dụng nó bằng hết khả năng của nó luôn, có nghĩa là đeo đi làm hàng ngày. Mà quý vị biết là rất nhiều khách hàng của Lâm Trụy đeo những cặp bông tai mà sát tai á, Lâm Trụy đều nói với mấy chị là sao chị cũng đeo bông tai toàn ten. Cái thì nhiều người nói trời ơi trong tai toàn ten nó trẻ lắm em, cho mấy người trẻ trẻ á. Em nói đâu có chị, bông tai toàn ten lúc nào nó cũng làm cho khuôn mặt của mình nhìn nó quyến rũ hơn. Và tất cả những cái thiết kế mà quý vị thấy là đặc biệt người Á Đông mình á, là họ bị cái có một cái là cái văn hóa của mình người ta hay bị ngại ngùng. Trong khi đó người Mỹ đó quý vị, cái khuôn mặt người phụ nữ người ta muốn mọi người phải tập trung mà nhìn vào, cho nên là họ đeo bông tai lúc nào nó cũng phải có cái sự di chuyển rung động và nó mềm mại. Cho nên là bông tai mà đông đưa là một trong những cái kiểu bông mà nó rất là thịnh hành cho tất cả mọi lứa tuổi. Nhưng mà khi ví dụ như mình bắt đầu vô cái tuổi bảy mấy thì mình thích đeo cái gì nó gọn lại, nó nằm sát cái tai nó dễ hơn. Cho nên là quý vị thấy là quý vị nào mà chưa đeo thử bông tai đông đưa thử đeo cặp bông này nha. Và nãy giờ chúng ta lại chưa có mẫu nhẫn nào dành cho nam thì bây giờ xin mời tất cả quý vị nam đến với mẫu thiết kế nhẫn anniversary số 6. Wow, có 5 viên kim cương giống như chiếc nhẫn nữ mà 5 viên quý vị. Đó, nam cũng có luôn mà nó nhận theo cái dấu channel setting ngay trên cái ngón tay của mình với 5 viên kim cương 3 ly đều xuất sắc hết nha quý vị, trắng nè, sạch nè, đẹp nè. Rồi mẫu này nó đặc biệt hơn. Sang. Mẫu này nó có một cái đặc biệt ở đây chính là 5 viên hộp sàn 3 ly mấy này là những viên hộp sàn Leo khách nha quý vị. Đây là một cái nhẫn mà nó được thiết kế với 5 viên hộp sàn 3 ly, 3 ly 3. Và chiếc nhẫn này Lâm Trụy gửi đến quý vị giá là 950 đồng nha. $950 cái nhẫn anniversary này, nếu mà quý vị nào muốn mua cho Father's Day thì em nghĩ là quý vị sẽ mua cái nhẫn này làm một món quà tặng, bởi vì năm cái lý do mà viên hộp xoàn này mình nhắc tới là nó là của Leo Cut và nằm bên trong lòng của chiếc nhẫn này. Quý vị thấy nó có một cái viên hộp xoàn nhỏ tượng trưng cho chữ O là Leo, thì cái viên hộp xoàn này là 102 giá cắt cho mỗi cái viên hộp xoàn 3 ly. Cho nên là quý vị nam rất là hiếm khi cái hãng này nó cắt những cái viên hộp xoàn nó làm lên trang sức dành cho nam, thì cái nhẫn này nó gọi là anniversary band 950 đồng. Thì quý vị tính đi, tiền hộp xoàn ở đây là 180 đồng cho một viên này đó quý vị, nhân cho 5 viên đã là 900 đồng rồi. Tiền vàng của chiếc nhẫn này ít nhất phải là $600 nữa, cộng với 600 là chiếc nhẫn này đã gần $1,500. Ngày hôm nay quý vị vào Leo quý vị mua thì chiếc nhẫn này cũng hơn 1,000 mấy, với cái discount gần như 40% chúng ta chỉ còn có 950 đồng cho cái mẫu nhẫn nam này. Và chiếc nhẫn nam này quý vị đừng có lo về kích thước size nhẫn, size nào mình cũng có thể làm được cho quý vị nha. Vâng, lần nữa nó rất là dày, rất là đẹp và cũng là một cái thương hiệu Leo luôn nhớ vị, có một viên kim cương ở trong đó. Cho nên nam nào mà thích đeo một chiếc nhẫn anniversary, một chiếc nhẫn band mà phải nói sang trọng nha, này thì rất là sang. Em nói rồi, 5 viên kim cương xuất sắc luôn với cái giá cắt của Leo Cut. Rồi sẵn đây mình sẽ đi qua một cái tượng thánh giá số 7. Số 7 ngày hôm nay là có rất là nhiều những cái mẫu của thương hiệu. Mẫu thiết kế số 7 là một cái tượng thánh giá mà nó cùng màu áo của em mặc luôn nè quý vị, đẹp lắm. Đây có chừng để lên cổ thử, nếu mà quý vị nam mà đeo sát cổ nha quý vị, nào nằm sát ở phía trên với sợi dây thôi, vừa thôi đó, rất là đẹp nha. Mẫu thiết kế này ngày hôm nay chỉ có $590 cho tượng thánh giá này thôi quý vị. Xin lỗi quý vị, $650 cho tượng thánh giá này thôi. Wow, đây là một tượng thánh giá của Italy nha quý vị, bằng vàng 18 và ở chính giữa là những cái viên đá sapphire thiên nhiên, natural sapphire. Và tượng thánh giá này bảo đảm luôn quý vị, nam và nữ, quý vị thánh giá mà dành cho nam á thì mình ít khi mình thấy lắm quý vị, nhưng mà cái thánh giá dành cho nam mẫu thiết kế số này, số mấy đọc giùm em? Dạ số 7. Số 7 này đó quý vị, bằng đá sapphire màu xanh, đá sapphire thiên nhiên cho nên vô cùng đặc biệt
Phải nói là cái màu xanh navy blue nó đã là mang một cái ý nghĩa của tượng trưng cho một cái điều may mắn, sự may mắn, năng lượng tốt. Và khi mà mình mở cái hộp trang sức ra, mình nhìn cái màu xanh navy blue của sapphire, mình đã lúc nào mình cũng bị thu hút với cái màu sắc sapphire rồi. Mà đây quý vị thấy là một mẫu thiết kế dành cho nam. Ở trên đây là những cái viên sapphire này là 3 ly cho mỗi viên, được nhận theo kiểu channel setting, thiết kế hoàn hảo luôn. 650 đồng cho mẫu thiết kế số 7 nha quý vị. Vàng cũng rất là nặng quý vị, cái kiểu này dày dặn, nặng chứ không phải mỏng manh nha, nhẹ đâu nha, cái này rất là nặng. Em thấy nam nữ đều đeo được hết. Nói chung đó, với những viên đá sapphire phải nói là xuất sắc với màu sắc nha, đi một cái hình vuông rồi kim cương dọc xung quanh, đẹp lắm. Dài cũng khoảng đâu hơn 1 inch, chiều dài 650 đồng thôi trong tượng thánh giá với những viên đá sapphire xuất sắc. Kim cương thì là khỏi chê rồi, nước đi VVS bọc xung quanh. Và kế tiếp xin mời quý vị bước qua mẫu thiết kế số 8, sẽ là một cái nhẫn. Cái nhẫn này quý vị nào có thể đoán giùm em cái tên gọi của chiếc nhẫn này là màu đá gì không quý vị? Nó là màu xanh, hồi nãy là navy blue, là màu xanh sapphire. Xanh sapphire. Còn bây giờ chúng ta lại có một cái màu xanh là sky blue, là xanh da trời, hoặc là màu xanh nước biển. Hay nước biển gọi là cái gì? Aquamarine hả? Màu aquamarine đó quý vị. Nhưng mà đây là một cái viên đá màu xanh rất là tuyệt vời quý vị. Có quý vị nào đoán được không? Như cái chàng nói là aquamarine hoặc là topaz. Đây là viên đá này là khoảng 11 ly, tương đương với một viên đá 5 carat. Đây là một chiếc nhẫn kim cương và một viên đá zircon thiên nhiên nha quý vị. Đá zircon thiên nhiên. Mà đặc biệt hơn hết là cái màu xanh blue, là cái màu xanh đặc trưng, đặc biệt, độc đáo nhất của đá zircon. Bởi vì cái zircon nó khác cái màu topaz là bởi vì khi quý vị nhìn vào cái viên đá zircon, quý vị cảm nhận được cái độ chiếu lấp lánh gần giống như là kim cương lấp lánh, kim cương màu xanh. Và chiếc nhẫn này quý vị thấy những cái viên hột xoàn đi vòng quanh đây được nhận theo cái kiểu chấu bông hoa cúc. Và chiếc nhẫn này xin gửi đến quý vị rất đặc biệt 5 carat và chỉ có 990 đô la cho chiếc nhẫn này mà thôi. 990 đô la cho một cái nhẫn được thiết kế với một viên đá zircon rất là to quý vị. Cái viên, cái nhẫn hộp xoàn này khi mà quý vị đeo trên ngón tay quý vị, nó rất là sang trọng luôn. Nhưng mà mình đeo đi hàng ngày mình làm việc đó quý vị, tự nhiên của mình thấy cái bàn tay của mình nó trở nên rất là lung linh hả. Tại vì sao phải không, cái màu xanh của cái đá zircon nó lấp lánh lắm. Thì khi mà quý vị làm việc trong cái ngành làm bất kỳ ngành nào, nhưng mà nhất là ngành làm đẹp, mà quý vị đeo trang sức mà những cái trang sức nó không phải là nó quá tạo cho người ta cái sự chú ý về cái sự mắc tiền, mà mình tạo cho người ta thấy cái sự chú ý ở cái yếu tố thu hút, hấp dẫn và làm cho người ta vui, thì quý vị sẽ có được rất là nhiều những cái điều bất ngờ đến với cái công việc của mình. Cho nên là tại sao Lâm Trường hay nói với mấy chị là thí dụ như mình đi làm, mặc dù mình không đeo gì hết cũng không sao, nhưng mà ví dụ như mình đeo thêm cái nhẫn, một cái mặt dây chuyền ruby, một cái viên ngọc trai nho nhỏ trên cổ của mình thôi, tự nhiên cái người đối diện người ta cảm thấy tin tưởng mình hơn, bởi vì người ta thấy là mình có một cái sự một cái gu thẩm mỹ nào đó mà người ta nhìn người ta thích. Mà nhất là nếu mà người ta thích cái nữ trang của mình thì bảo đảm quý vị giữa mình với người ta nó lại tạo ra một cái connection, cái người khách hàng người ta lại có cái gì đó người ta nói chuyện với mình, đúng không? Đó là mẫu thiết kế số 8. Số 8 nha. Đó, tại hôm nay Quý Trần phải nhớ giùm em số với em là em rất là... Quý biết là mỗi chương trình lên đây đó quý vị, Lâm Trường Vĩ set up mỗi cái chương trình này nó rất là công phu quý vị. Cho nên là một tuần thì Lâm Trường Vĩ làm việc ở làm mấy show? 5 show. Đài TV em lo có ngày thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6. Trên livestream em có ngày thứ 3, thứ 5, chủ nhật. Coi như là quý vị thấy tổng cộng là em có là 7 show. Có nghĩa là mỗi ngày Lâm Trường Vĩ đều xuất hiện ở trên tần số, ở trên online hoặc là trên TV tại California, hoặc là trên hệ thống platform của cả cái hoàn cầu này luôn. Thì sản phẩm công ty chúng tôi luôn luôn phải được sắp đặt, được lựa chọn làm sao mà cho tất cả quý vị theo dõi, quý vị đều có được cái sự lựa chọn tốt nhất. Và chúng ta bước qua mẫu thiết kế số 9, là đây là một cái bộ ngọc trai. Bộ ngọc trai này đó quý vị là bằng kim cương và thiết kế hộp xoàn màu vàng nha quý vị, đẹp quá. Wow, cái bộ này sang tuần đẹp rất quá là nha. Sang luôn. Mấy bữa làm chị Kỳ Duyên chỉ nói với em chứ em đi đâu là em nhớ nha, mình phải chuẩn bị cho chương trình Mother's Day
Tại vì chị em hay đi chơi đó quý vị, nhưng mà quý vị có bao giờ thấy em vắng mặt ở trên YouTube quý đối với em đi đâu đâu? Hả? Không. Có nhiều không, chừng mai mốt em post hình em đi Việt Nam lên đó quý vị biết là ồ em đi Việt Nam. Có nhiều khi em post lên cái khách hàng hỏi ủa em đang ở Việt Nam hả? Nó dạ. À, đúng rồi, em đang đã ở Việt Nam. Giờ em về tới Mỹ rồi. Đó. Oh. Post hình lên sau mà. Cho nên là ok quý vị, mẫu thiết kế số 9 là một cái bộ ngọc trai. Và cái bộ này, đây là một cái thiết kế tuyệt vời. Phải nói là quý vị nào mua trọn vẹn cái bộ này đi, cặp bông tai, bông hoa với hộp xoàn vàng, fancy yellow diamond và mặt dây chuyền và cặp bông tai, Lâm Trường Uy gửi đến quý vị giá là 890 đồng. Và mặt dây chuyền Lâm Trường Uy gửi đến quý vị giá là 890 đồng luôn sợi dây nha quý vị. À, thôi là mặt dây chuyền là 750 đồng nha. Rồi, để em đọc lại nha. Cho cái mặt dây chuyền là 750 đồng và đôi bông là 890 đồng. Đây là nguyên một bộ hộp sòn màu vàng nhớ vị. Đó, fancy yellow diamond và trong cái kiểu thiết kế rất là dễ thương. Đó, nói tới cái mặt dây chuyền quý vị thấy rồi, một cái hoa năm cánh kết kim cương rồi ngay chính giữa là nổi bật lên lại là một viên kim cương màu vàng. Mua được chưa? Lộn hả chị? Mua được chưa? Ừ. Có lựa không hay là tự nhiên? Có bán trong viện. Có bán trong viện vậy mà. Rồi. Là tin tưởng ông hả? Nhưng mà ông này ông bỏ xỉa thôi mà. À, bỏ xong vậy đó, ông này là an tâm ha. An tâm hồ dịch lộn ngon ha. Vâng. Rồi mình đi với một cái viên ngọc trai nhé quý vị. À, một cái viên ngọc trai này khoảng bao nhiêu ly đây? Nó là khoảng 13 ly. Đông lắm hả? À, cho cái mặt dây chuyền. Luôn cả sợi dây nhé quý vị. Chỉ có vàng 18 750 đồng. 750 đồng cho mặt dây chuyền. Rồi nói tới đôi bông quý vị, hai cái bộ này đẹp quá ha. À, hình wow. Cushion cut màu vàng fancy yellow diamond, rồi đông đưa cũng lại là có hai viên ngọc trai màu trắng luôn. Đó. Có bao nhiêu đây? Cũng 11 ly cho đôi bông. Rồi đó. 890 đồng cho đôi bông nhé quý vị. Quá đẹp. Viên kim cương màu cảm vàng ơn quý vị đó. Rất là nhiều đã đến với cái bộ này và chúng ta bước qua mẫu thiết kế số 10. Xin nhắc lại với quý vị là cái mẫu thiết kế số 10 này Lâm Trường Uy có một cái có cái mặt dây chuyền đi kèm chung nữa, cho nên quý vị nào mà mua cái nhẫn số 10 này là quý vị sẽ có cái nhẫn cái mặt số 10 này là viên hộp xoàn 8 ly nha quý vị. Đây là một viên kim cương 8 ly. Wow. À, hộp xoàn hình Mochi's Diamond, hộp xoàn hình thoi nước D color VVS Clarity bằng vàng 14 và chiếc nhẫn này ngày hôm nay Lâm Trường Uy sẽ on sale cho quý vị với giá là 1.550 đô la mà thôi, 1.550 đồng cho cái nhẫn hộp xoàn này tới 6 ly mấy lần nha quý vị, nghĩa là gần 1 carat chưa tới. Ô xin lỗi, cái này là 8 ly, có nghĩa là viên hộp xoàn mà 1 carat là 9 ly thì cái này là 8 ly rồi quý vị. Hộp xoàn đi hai bên là hộp xoàn 2 ly, 2 ly rưỡi, rất là to, 1.550 đô la. Và tí nữa khi mà quý vị vừa coi xong cái số 10 là Lâm Trường sẽ giới thiệu quý vị một cái mặt dây chuyền 1 carat là số 11 đó nha. Cho nên là đây là một cái sản phẩm rất là đẹp nha quý vị. Nói tới cái vỏ nhẫn này quý vị thấy rồi, một cái vỏ nhẫn rất là đặc biệt. À, để em coi cây vàng gì đây, như vàng 14 nha. Vàng 14. À, họ đi coi quý vị thấy giống như cái cầu freeway quý vị. À, hai đường viền kim cương ở phía dưới. À, nằm ở phía dưới với kim cương tròn nhận chấu chenosedin với những viên kim cương 2 ly mấy. Rồi dọc hai bên kia nữa cũng lại là hai đường viền kim cương emerald cut. Về yeah, đẹp không quý vị? Rồi ngay chính giữa đưa lên lại là viên kim cương Mochi's cut. À, 1.550 đồng. Và cái chiều dài của một cái viên kim cương này là khoảng 8 ly. Và một lần nữa rất là cảm ơn quý vị, cái mẫu nhẫn đó dành cho những ai mà thích đeo một cái nhẫn rất là nhẹ tiền. Thật sự quý vị, 1.550 đồng để đi mua một cái vỏ nhẫn mà lộng lẫy như vậy thì ngang đó là quý vị ngưng rồi. Quý vị chỉ cái vỏ nhẫn thôi, quý vị không tính tới cái viên hộp xoàn tới 8 ly. Ở đây là quý vị thấy cái nhẫn hộp xoàn là hai đường hai bên là gần 20 mấy viên hộp xoàn 2 ly rưỡi, thiết kế hộp xoàn baguette cộng với viên hộp xoàn 8 ly mấy mà nguyên chiếc nhẫn đó chỉ có 1.550 đồng. Đó là một trong những cái sản phẩm nhẫn Mochi's mà khi quý vị đeo vào, người ta nhìn vô người ta cảm giác như quý vị đeo cái nhẫn hộp xoàn 5-6 ngàn đồng. Bởi vì nó là một cái viên hộp xoàn bự, to, dài, rất là lộng lẫy và cái vỏ nó
cho, giúp cho quý vị có được cái bề ngang rất là tuyệt đẹp luôn quý vị. Và mẫu thiết kế đó với giá là 1.550 đồng. Mình chỉ cần tính là hai, đây là nó có như là ba chiếc nhẫn, hai cái nhẫn band rồi một cái nhẫn hột sần bự chính giữa. Thì mình thấy là hai cái nhẫn band đó quý vị mua là 600 đồng cho một chiếc nhẫn band đó, đúng không quý vị? 2.5 ly mà. Rồi bây giờ nói tới như vậy, chúng ta qua số 11 là một cái mặt dây chuyền hột xoàn, để mà quý vị có thể kết hợp cùng với cái đó. Và cái viên hột xoàn này là một viên hột xoàn, wow, cũng là một viên hột xoàn 8 ly mấy nha quý vị, gần 8.5 ly. Viên hột xoàn này đặc biệt được thiết kế trong một cái vỏ, mà nếu mà quý vị nhìn vào cái design của cái vỏ này nè, wow, cái vỏ này giống như là một cái vương miện, bởi vì cái cách thiết kế hột xoàn nhận theo kiểu 3 chiều nha. Wow, cái này đi chung với chiếc nhẫn này quý vị, mình kết lại thành một bộ nha. À, cũng lại là một viên kim cương giá cắt Marquis Cut. Cái viên kim cương này cũng đặc biệt quý vị ơi, cái giá cắt của cái viên kim cương này lạ nha. Ồ, nó ngộ lắm vậy. Mình có thể mình di chuyển đó, rồi mình nó thấy cái độ chiếu của nó lại khác nha. À, nó đủ hết. Wow, cái viên kim cương này mà cái viên hộp xoàn này là một viên hộp xoàn nước D Color VVS Clarity. Nó trong suốt luôn, nhưng mà giả tỷ quý vị nhìn nghiêng nhìn ấy, nó tự nhiên nó cái giá cắt nó khác nha, cái màu á đẹp lắm nha. Rồi trong cái vỏ họ cũng đi một cái hình Marquis kim cương nhận bạc xung quanh với cái khoen, rồi nó đi cái kiểu tuy đi quý vị, mặt trước mặt sau bên hông quý vị thấy kim cương hết nha, bên hông này còn cũng kết kim cương luôn. Rồi bao nhiêu tiền chưa nói. Wow, mặt dây chuyền này xin gửi đến quý vị giá rất là đặc biệt ngày hôm nay luôn quý vị. Cái vỏ mặt dây chuyền mà quý vị thấy là đeo một cái viên hộp sàn hình Moki ngay chính giữa, nó lộng lẫy vô cùng luôn quý vị. $2,320. Cái này quý vị ơi đeo với một cái sợi dây chuyền nhỏ mỏng thôi, quý vị thấy chiếc cổ quý vị sẽ là một cái hình giọt nước như một cái hình thoi, rất là phải nói là sang trọng nè, lộng lẫy nè, nhìn vô rất là mắc tiền quý vị. Một cái viên hộp xoàn mà đặc biệt cái vỏ nhẫn đó, cái vỏ mặt dây chuyền đó chứ, quý vị thấy là mình thiết kế theo cái kiểu mà nó gọi là ba chiều phải không? Yes, ba chiều. Wow, ở mặt trước mặt sau đều thấy kim cương, một cái khoen ở trên cũng móc cũng là kim cương luôn nhớ vậy. Và đều là những viên kim cương trắng sạch, tuyệt đẹp. Đó, mình chỉ có một cái mặt này thôi nha, 2.320 đồng. Cái này cũng lại gần Kara hơn đó. Gần Kara mà nó là nước D Color, là cái nước đẹp nhất của hộp xoàn, và là VVS Clarity. Và bây giờ mình thì cũng phải nói là thời gian có hạn, cho nên Lâm Trụy cũng cố gắng đi thật là nhanh để gửi đến quý vị nhiều sản phẩm hơn. Và kế tiếp bây giờ xin mời quý vị lại đến với nguyên một cái bộ kim cương hộp xoàn màu vàng là số 12. Cái số 12 này, cái bộ này á, cái nhẫn này thì em phải nói với quý vị là nó quá là xuất sắc quý vị. Đây là một viên hộp xoàn khoảng 1 carat nha. Wow, số 12. Chiếc nhẫn này là GIA nha quý vị. Rồi, đó, có chân bấm vô giùm em là GIA nha. Và cặp bông tai đó. GIA. Đó, cặp đẹp quá luôn. Rồi, đây cặp bông tai. Bông tai luôn. Tất cả được thiết kế bằng vàng 18K nha. Ồ. Hai viên giá cắt là cushion cut hả? Đúng rồi. Đẹp lắm nha. À, nó y chang giống như hồi nãy một cái màu vàng á vậy, một cái màu vàng fancy thiên nhiên nha quý vị. Đó, xuất sắc với cái màu, và họ đi một cái vòng kim cương trắng bọc xung quanh và cái đường viền vàng bốn chấu màu vàng để nổi bật hai viên kim. Ok quý vị, viên hộp xoàn này á là một viên hộp xoàn màu vàng rất là đẹp luôn quý vị. À, chiều dài của viên hộp xoàn này là wow, cái này là 0.66 carat, đem viết vô giấy. Đây là một viên hộp xoàn GIA nha quý vị. Cái này là GIA nha. Và cái rất là đẹp luôn. Màu vàng thiên nhiên hình radiant cut, và chiếc nhẫn này đặc biệt ngày hôm nay cho quý vị thôi, $1,950. $1,950 cho chiếc nhẫn radiant cut hả? Wow, coi như là gần 1 carat đó quý vị ha. Chưa tới 1 carat đâu quý vị, nhưng mà đẹp lắm. Đây là một viên hộp xoàn có giấy chứng nhận GIA, đẹp tuyệt vời luôn. Cái giá cắt nó là radiant cut, nó là fancy yellow diamond. Fancy yellow diamond và được thiết kế hai tầng kim cương. Và nãy mình quên nói tới cặp bông tai. Cặp bông tai này Lâm Chủy gửi đến quý vị giá rất là rẻ luôn quý vị. Cặp bông tai này dễ thương lắm. Hai viên hộp xoàn này là khoảng gần như là 3.5 ly, 3.8 ly gì đó.
cặp bông tai này để cho quý vị với giá là chỉ có 750 đô la, 750 đô la cho cặp bông tai, 750 đồng, và chiếc nhẫn là 2000, xin lỗi quý vị nha, chiếc nhẫn này Lâm Duy để cho quý vị giá là 2250 đồng nha quý vị, này mình lộn, 2250 đồng, 2250 cộng với 750. Rồi à, cái chiếc nhẫn có cái tờ giấy GIA ha, cho cái viên kim cương này quý vị thấy rồi. Wow, cái này khoảng 1 carat hơn, em nghĩ vậy đó. Rất là radiant cut như vậy. Cái màu của cái viên kim cương màu vàng này phải nói là xuất sắc, một cái màu vàng. Wow, nó giống như một cái màu intense luôn á ha, đẹp quá. Đó, đơn giản thôi quý vị, đi một cái vòng kim cương và một cái đường kim cương dọc hai bên. Đó, sang, dễ thương, đẹp. Wow, đẹp quá ha. Cái viên kim cương lấp lánh lắm quý vị ơi, đẹp lắm nha. Cái nhẫn này là Fancy Yellow Diamond, cặp bông tai của bằng vàng 18. Nguyên cái set này không còn gì để nói. Và thôi, chúng ta sẽ bước qua mẫu thiết kế kế tiếp. Ngay bây giờ xin mời quý vị đến với một mẫu mặt dây chuyền. Thì quý vị nhìn tới cái mặt này là, đây cho em tờ giấy GA luôn. Nói tới mặt dây chuyền cẩm thạch này thì quý vị ơi, đây là một sản phẩm do chính Lâm Trù Vĩ thiết kế và vẽ kiểu lên. Nếu mà quý vị nhìn cái mặt dây chuyền này thì quý vị sẽ thấy đây là một cái mặt dây chuyền được design đó, giống như là một cái mặt mặt trăng ở trên trên trời đó quý vị. Nó vừa mặt trời và vừa mặt trăng. Cái thiết kế này là do Lâm Trù Vĩ vẽ cái kiểu này ra. Quý vị nhìn, nếu mà quý vị nhìn vào viên cẩm thạch, cái thiết kế ngay chính giữa nó là một cái mặt trời. Tuy nhiên nếu mà quý vị nhìn ở phần dưới, nó lại là một cái mặt trăng lưỡi liềm với những cái ngôi sao được nạm kim cương bằng vàng 18. Đây là một cái thiết kế rất là công phu tỉ mỉ, và chúng tôi phải đưa những người thợ từ bên Ý thiết kế mẫu này được làm bằng vàng 18. Và đặc biệt hơn hết, khi mà quý vị nói tới sản phẩm cẩm thạch của công ty Lâm Trù Vĩ thì chắc chắn quý vị trong Phước Lộc Thọ, nghĩa là nguyên cái mall Phước Lộc Thọ này, chỉ đếm, em nghĩ là quý vị mà đi tới một cái nơi mà người ta có cả ngàn sản phẩm cẩm thạch AJ thì chắc là khó quý vị thấy được lắm. Nhưng mà đến với công ty chúng tôi, kim cương hột sần màu hồng, pink diamond, kim cương màu xanh, kim cương màu đỏ, kim cương màu tím, tất cả là kim cương GIA. Và nói tới cẩm thạch AJ thì chúng tôi có cả ngàn ngàn sự lựa chọn cho quý vị. Và đó là tại sao cái thương hiệu Lâm Trù Vĩ Diamond nổi tiếng với những sản phẩm cẩm thạch AJ. Quý vị biết là cái giá trị của mình tách rời ra những cái nơi bán cẩm thạch mà gọi là hàng chợ trời nó khác. Mà cẩm thạch mà dành cho những người sưu tập kim cương giống như quý vị, nó là một cái đẳng cấp khác. Và đây là sản phẩm GIA AJ, lúc nào cũng vậy quý vị. Công ty chúng tôi sản xuất và giới thiệu đến quý vị những sản phẩm GIA AJ. Và mẫu thiết kế này Lâm chuyển mời quý vị gọi vào với giá là 1.990 đô la cho mặt dây chuyền này. Mặt dây chuyền này nó xứng đáng từng đồng tiền của quý vị, bởi vì đây là một đồng tiền điếu. Khi mình nhìn vào cái màu xanh, mình thấy nó trong veo, nó giống như là một cái dòng nước màu xanh vậy đó quý vị. Và trên đó nó có những cái đường màu xanh đậm nó nổi trên đó. Và đây được khẳng định, được giấy chứng nhận nha quý vị. Với một viên đá cẩm thạch mà xuất sắc, nó trong nha quý vị. Nó có những cái đường vân giống như sợi chỉ vậy, màu xanh đậm. Rồi không những vậy, cái vỏ này rất là đẹp nha. Họ đi hai vòng kim cương đó, nó xòe ra, và ngay chính giữa cũng có thêm những viên kim cương rời đi từng một cái đường lên, làm cho cái mặt dây chuyền này nó cũng phải nói là sáng gần bằng cái đồng 25 cent. Xuất sắc luôn nha. Cái ai mà mua được cái này em cũng xin chúc mừng. Tại đây lại là một viên cẩm thạch có chứng nhận với cái giấy GIA. Wow. Đó, đó cái nói tới những cái cẩm thạch đó, quý vị biết là Lâm Trù Vĩ rất là hãnh diện, tại vì mình có được cái cơ hội mà đem đến cho khách hàng những cái sản phẩm mà nó thật sự nó có giá trị. Thì khi người ta mua đó quý vị, mình cầm cái đồng tiền của người ta, mình cảm thấy rất là hạnh phúc, bởi vì mình biết đó là một cái sự, nghĩa là mình đã đem đến cho người ta những cái gì nó xứng đáng với cái giá trị đồng tiền. Cho nên là quý vị thấy làm cái gì cũng vậy, cái quan trọng là mình may mắn mình gặp được một cái nơi mà người ta có thể đem đến cho mình những cái sản phẩm có giá trị, cũng như mình đến với một cái nơi mà bác sĩ người ta có thể chẩn đoán bệnh mình ngay lập tức, và người ta đem đến cho mình những cái điều tốt đẹp nhất, thì cái đó là một cái sự may mắn trong cuộc sống. Và chúng tôi may mắn được cái cơ hội phục vụ cho quý vị. Trên một lần nữa rất là cảm ơn quý vị. Và chúng ta qua mẫu thiết kế số kế tiếp này đây. Số mười mấy, 14 nha. Rồi đó là nãy là cái số 13, bây giờ tới 14. 14 là cái gì?
một chiếc nhẫn nam nhé quý vị. À, hôm nay mình cũng có những cái sản phẩm của Nam, cho nên Nam hôm nay tha hồ mua sắm. Và đặc biệt cái vỏ nhẫn này nó cũng giống như một cái Cartier, Cartier đẹp lắm quý vị ơi. Và ngay chính giữa đó, quý vị thấy là trên cái ngón tay của mình cái chiếc nhẫn này giống như một viên kim cương hình vuông Princess Cut mà khoảng đâu 5-6 carat. Đấy, cái kiến nhỏ nhỏ con xoàn nó giùm quét. Ok quý vị, chiếc nhẫn này là một cái nhẫn hộp xoàn. Ở đây mình có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 viên hộp xoàn khoảng 2.5 ly, 2.8 ly nha quý vị. Nước đi VVS, wow, cái này gần như là 3 ly nha quý vị. 9 viên hộp xoàn khoảng 3 ly bằng vàng 18. Và chiếc nhẫn này Lâm Trường Vĩ để cho quý vị giá chỉ có $1,250 $1,250 mà thôi nha quý vị. $1,250 với một chiếc nhẫn nam nha. Đó mà để em coi có bao nhiêu viên kim cương như đây. Hình như là 9 viên kim cương khoảng 3 ly mấy. Wow, đẹp lắm quý vị ơi. Cái vỏ nhẫn cũng rất là đẹp, bằng vàng 18 nha. Cũng khoảng 2-3 chỉ vàng, rất là nặng vàng. Và nó sang. À, nói chung nó không phải là một cái viên kim cương to mà nó đi với những viên kim cương ghép lại, nhưng mà nhìn nó rất là sang. Và đều là những viên kim cương nước đi VVS Clarity, rất là trắng, rất là sạch. Và hai bên hông nó đi cái kiểu Cartier đẹp lắm nha quý vị. À, rất là đẹp. Nộp cái tiền vàng không, quý vị mua cũng gần cả tiền vàng không rồi, thì kim cương mình chưa tính. Với 9 viên kim cương xuất sắc như thế này, tuyệt đẹp luôn. Rồi, đó là một chiếc nhẫn nam nha, $1,250. Mẫu thiết kế bằng vàng 18 đó. Và chúng ta bước qua mẫu thiết kế số kế tiếp đi. Số 15. Đó. 15 mình có cái gì đây ha? Đó là một sợi dây chuyền nha quý vị. Đó. Chị nhìn lên trên Wow, Lâm Trị đang check những cái mẫu thiết kế kế tiếp cho quý vị nha. Wow, cái mặt dây chuyền này cũng xinh lắm các bạn. Đây cũng là một cái mặt dây chuyền mà Quý Trần rất là thích. Đó. Là tại sao? Cái kiểu thiết kế đó vị, một cái kiểu thiết kế rất là dễ. Viên hộp xoàn này là một viên hộp xoàn 102 giắt cắt là khoảng 5 ly nha quý vị. Đây là một viên hộp xoàn 102 giắt cắt là nước D color VVS Clarity. Oh my god, cái viên hộp xoàn này đẹp quá quý vị. VS Clarity được thiết kế bằng vàng 18 và mặt dây chuyền này nếu mà quý vị lấy sợi dây thì mình bán sợi dây riêng. Còn cái mặt dây chuyền này là mình không có tính sợi dây và nó gọi là floating diamond design nha quý vị. Tại vì nó chỉ có hai cái cháu ép lại và đặc biệt cái viên kim cương này nó sáng rực rỡ luôn nha. Em nghĩ nó cũng là nước đi nha. VS, VVS luôn hả? Rất là sạch. Và cái viên hộp xoàn này Lâm chỉ để cho quý vị giá là $1,190. $1,190 thôi quý vị ơi. Mà bằng vàng 18, viên hộp xoàn khoảng 5 ly nha quý vị, 4.9 ly, 5 ly. Không có kèm theo dây, quý vị muốn mua dây thì mình tính riêng sợi dây cho quý vị nha. Rất là đẹp nha quý vị, một cái viên kim cương xuất sắc luôn nha. Trắng sạch và chiếu rực rỡ trong cái vỏ thiết kế, quý vị thấy không? Hai cháu ép lại và dọc hai bên hông á có hai đường kim cương cho mỗi đường cho mỗi bên. Lần nữa chỉ có $1,190 mà thôi. Nếu mà quý vị mua sợi dây thì chúng tôi sẽ tính theo cái sợi dây riêng nha. Đây chỉ có bán cái mặt dây chuyền thôi. Đó là sản phẩm số 15. Cái đẹp của cái nhẫn, cái mặt dây chuyền đó là cái thiết kế nó như thế nào ha? Nó đơn giản thôi, nó không có gì cầu kỳ hết. Nó chỉ có hai cái cháu ép lại thôi, vậy thôi à. Đó, nó sáng. Tại vì cái viên kim cương quá xuất sắc cho nên họ không cần phải làm cái gì cầu kỳ hết cả. Nữ chỉ đeo một cái viên kim cương ngay trước cổ vậy thôi quý vị ơi, là đủ lấp lánh rồi. Đó. Nhẹ nhàng mà mặc những cái áo hở cổ đó. Wow, một lần nữa rất là cảm ơn quý vị đã đến với chương trình ngày hôm nay. Rất là nhiều những cái mẫu thiết kế mà nãy mình thấy cái nhẫn nam đầu tiên cũng là đặc biệt. Rồi đến cẩm thạch, rồi đến bây giờ cái viên hộp sàn tới 100 mấy giác cắt. Và nó là tất cả những cái mẫu thiết kế này rất là tuyệt vời nha. Và cảm ơn quý vị rất rất là nhiều đã đến với chương trình ngày hôm nay. Và tiếp tục xin mời quý vị qua số kế tiếp là số 18 là cái vòng hả? Một cái vòng gì đây, cái vòng kim cương nhớ vậy. Hôm nay tha hồ mua sắm những cái sản phẩm mà họ làm phải nói là rất là đặc biệt. À, giống như những cái đặc biệt đây là mình không cần phải bỏ một số tiền nhiều đó, mà mình vẫn có một cái sản phẩm để mình đeo phải nói là rực rỡ lộng lẫy sang trọng luôn. Nói tới cái vòng này nó giống như là coi 1
2, 3, 4, 5, 6, giống như là 7 viên kim cương emerald cut đó vậy. Đó. Khoảng gần như là 1 carat vậy đó. Mà đây là những viên kim cương hình vuông họ ghép lại. Đẹp lắm quý vị ơi. Cứ 9 viên kim cương hình vuông ghép lại, nhìn giống như là một viên kim cương emerald cut, giống như 1 carat. Rồi xen kẽ với những viên kim cương baguette. Em nghĩ cũng emerald cut luôn mà nhỏ. Nằm ngay chính giữa của những viên kim cương này, một chiếc vòng kim cương rất là đặc biệt. Cái kiểu thiết kế thì em nói rồi, thay vì mình bỏ ra nhiều tiền, cái này mình không cần phải bỏ ra nhiều tiền, mình vẫn có một cái chiếc vòng đeo lộng lẫy rực rỡ luôn, bằng vàng 14. Wow, cái vòng này nó làm mà dễ thương quá hả. Nó đi thiết kế là vừa hộp sần baguette, vừa hộp sần ống, vừa hộp sần tròn. Được thiết kế bằng vàng 14K màu trắng. Wow. Và chiếc vòng này ngày hôm nay mà nói cái giá ra là quý vị sẽ hết hồn á. Chiếc vòng này đặc biệt on sale ngày hôm nay quý vị chỉ có $1,630. $1,630 mà thôi nha. Nguyên một cái vòng bằng tiền mua có cái nhẫn hộp xoàn thôi hả? 1,630 đồng, quá rẻ nha quý vị. Làm cái chi tiết đẹp quá ha, nhìn không thấy luôn á ha. Wow, xuất sắc á. Đó, em nói rồi, vì nào thích mà đeo cái vòng mà nhá nhá đó, giống như mình đeo kim cương to đó, họ làm cái kỹ thuật rất là cao. Đó, cao đây là sao? Mình không nhận ra là những viên kim cương ghép lại, mình chỉ nhìn thấy một viên kim cương to thôi, mà tới 7 viên kim cương như vậy. Cái mẫu vòng đó thì ngày hôm nay Lâm Chủy xin mời quý vị đến. Cái mẫu vòng đó thì quá đẹp rồi, tại vì cái kiểu đó nó làm rất là đơn giản, mà nguyên cái vòng đó bằng... Mình để cho quý vị với cái giá như quý vị mua có viên hột sần 5 ly mấy à. Thôi bây giờ cái này để em coi sale cho quý vị 1,590 đồng thôi. 1,590 sữa lại cho quý vị luôn nha. Tại vì sẵn đây thì Lâm Chủy muốn mời quý vị đến với một cái nhẫn kế tiếp mà nãy giờ quý vị Lâm Chủy đang ngồi ngắm nó đây. Xin mời quý vị số 19 nha. Rồi số 19 giùm cho em đây. Số 19. Nếu mà quý vị nhìn lên cái nhẫn này, không biết là quý vị có thấy cái gì nó đặc biệt ở trên đây không? Em muốn cho quý vị chiêm ngưỡng nó thử đi, trong lúc em đang tính ra một cái giá tiền đặc biệt cho quý vị nè. Đẹp quá. Cái kiểu làm rất là xuất sắc luôn nha. Đó, một cái kiểu mà quý vị, cái vỏ này nè. Cái vỏ này họ làm, phải nói là em thấy nó vừa sang mà nó có một cái kỹ thuật rất là đặc biệt nha quý vị. Đó, ở ngay phía trước cái một cái trái tim nằm ở phía dưới, rồi phía sau cũng vậy, đưa lên lại là một viên kim cương, họ đi cái kiểu nó sát vừa khích cái viên kim cương này, cho nên làm cho cái viên kim cương này em không biết bao to. Cái viên hộp sần này là gần 1 carat. Rồi bây giờ bật mí cho quý vị luôn lý do mà chiếc nhẫn này nó đặc biệt, bởi vì đây là một chiếc nhẫn do chính thương hiệu Tacori thiết kế và design. Wow quý vị, đây là một chiếc nhẫn hộp xoàn của thương hiệu Tacori. Đẹp không quý vị? Rất là đẹp nha. Và chiếc nhẫn này ngày hôm nay sẽ được chúng tôi phải nói là để cho quý vị một cái giá mà quý vị sẽ rất là không tưởng tượng nổi đâu quý vị. Chiếc nhẫn Tacori, tất cả tổng thể nguyên chiếc nhẫn này là đến từ thương hiệu Tacori, và viên hộp xoàn nằm chính giữa là gần 1 carat, nghĩa là 6 ly mấy lần quý vị, 6 ly 2, 6 ly 1, 6 ly 2 trở lên, và được thiết kế xuất sắc luôn. Và chiếc nhẫn này ngày hôm nay xin mời quý vị gọi vào với giá là $4,490. Quý vị có biết là chiếc nhẫn này nếu mà quý vị vào Tacori quý vị mua thì chiếc nhẫn này đó quý vị là gần 9.000 đến 10 hơn, nếu mà thuế vô là gần $11,000. Có nghĩa là ngày hôm nay quý vị cũng mua một chiếc nhẫn này mà quý vị chỉ trả có phân nửa giá tiền thôi quý vị. Đó là một cái điều mà phải nói là impossible. Quý vị thấy là cái thương hiệu mà đây là một chiếc nhẫn đến từ thương hiệu sang trọng nổi tiếng trên thế giới Tacori Design. Tất cả được design, quý vị nhìn hai bên hông chiếc nhẫn này, quý vị đã thấy cái sự cầu kỳ và những cái chi tiết nằm ở trên đây rồi phải không? Nhớ Lâm Chủy đang nhìn ở đây nè quý vị, quá sức là đẹp luôn. Đẹp lắm. Cái wow. Nhẫn em nói rồi, nhìn nó to, nó thật sự nhớ vị, nhìn giống như tưởng như là 7 ly á. Tại cái vỏ này nó làm nó nhận á. Trời, em nhìn em thấy to dễ sợ luôn, em nói thiệt. Nãy em nhìn em tưởng 7 ly mà cái vỏ em đo thì nó khoảng đâu 6 ly 1, 6 ly 2, gần như 1 carat đó quý vị. Cái vỏ quá xuất sắc ha. Đẹp lắm.
rồi một lần nữa 4.490 đồng. Và sẵn đây thì mình sẽ bước qua nguyên một cái bộ số 20 để quý vị thấy cái bộ này. Là xin mời quý vị nhìn lại cái bộ 20. Bộ 20 sẽ là một cặp bông tai đi cùng với mặt dây chuyền, và cặp bông tai hộp xoàn là 4.2 đó, và mặt dây chuyền là một viên hộp xoàn 4.7 nha quý vị. Mặt dây chuyền là 4.7, còn cặp bông tai là 4.2, với giá là 1.450 đồng cho cặp bông tai, 1.450 đô la. Hai viên hộp xoàn 4.2 là nước D VVS, còn mặt dây chuyền thì Lâm Thủy để cho quý vị giá rất là rẻ ngày hôm nay luôn. Cái mặt dây chuyền này là 4.7, là một viên hộp xoàn nước D VVS Clarity, và mặt dây chuyền này 1.050 đô la nha quý vị, 1.050 đồng. Một viên hộp xoàn 4.7, 4.8 gần như 5 ly nước D VVS Clarity. Đây là những cái sản phẩm rất là trắng sáng nha. 1.050 đồng. Wow. VVS. Đó, 4.7 rồi. Đây nguyên một bộ nha, về một bộ kim cương, hai viên kim cương với rơi bông là 1.450 đồng cho hai viên kim cương 4.2, xuất sắc luôn cho cái vỏ nha. Cái vỏ này đều là nước đi VVS Clarity luôn, và cái vỏ này rất là đẹp. Cái vỏ này lúc nào cũng đẹp hết đó, nói chung. À, rồi nói tới cái mặt dây chuyền thì quý vị thấy rồi, nguyên viên kim cương 4.7 gần như 5 ly. Cái set này là quý vị nào muốn mua cái vỏ không mình cũng bán, bởi vì cái set này là thiết kế đặc biệt và độc quyền riêng của thương hiệu Lâm Trừ Vĩ Diamond. À, công ty chúng tôi thì quý vị biết là mỗi năm Lâm Trừ Vĩ cho làm ra đời những cái collection riêng mà của công ty chúng tôi, ít nhất là 20 cái collection khác nhau quý vị. Có nghĩa là gần như là mình có 12 tháng mà mỗi tháng là mình đều có ra hai cái collection. Và rất là nhiều quý vị thích sưu tập những cái sản phẩm công ty chúng tôi, như là những cái tượng mà có những năm mình ra đời những cái tượng Phật Bà mình làm bằng vàng và thiết kế kim cương đó quý vị. À, cách đây là 10 năm tượng Phật Bà đó Lâm Trừ Vĩ không có làm nữa, mà nhiều khi khách hàng mà lâu lâu mà đi ngang qua tiệm mà đeo á. À, hồi xưa họ mua ở đâu như có 1.000 mấy, mà bây giờ nếu mà mình làm thì cũng phải là 2-3 ngàn trở lên, 3.000 mấy. Mà khách hàng người ta nói đeo, chị đeo mấy cả chục năm nay mà đi tới đâu cũng có người khen. À, thì quý vị thấy là công ty mình được may mắn là cái sự sáng tạo của chúng tôi được quý vị đón nhận. Tại vì bất kỳ một cái người nào làm về trong cái ngành mà làm đẹp, làm trong cái ngành phục vụ, hoặc là nhất là về thiết kế, có thể là mình thấy cái đó đẹp trong mắt của mình, nhưng mà trong cái mắt của cái số đông thì chưa chắc nó là một cái gì đó nó được hưởng ứng. À, tuy nhiên sản phẩm công ty chúng tôi ra đời hầu hết 100% là được quý vị đều sold out hết quý vị. Chúng tôi mỗi lần mà đem lên một cái collection nào là mình đều sold out. Và ngay bây giờ xin mời quý vị lại đến với một mẫu thiết kế số 21. Đây là một chiếc nhẫn rất là đặc biệt luôn, bởi vì chiếc nhẫn này là một cái viên đá natural sapphire nha quý vị. Wow, cái viên sapphire này rất là đặc biệt luôn. Cái màu, để em coi nha, cái viên sapphire này là nặng 1.26 carat. Có nghĩa là gần 1 carat rưỡi luôn đó quý vị. Mà cái viên này là viên, cái màu của nó là màu cashmere, là đường kính là 7 ly, và tất cả hộp xoàn được nhận ở trên cái nhẫn này là nước D VVS Clarity hết nha quý vị. Wow, từng cái viên hộp xoàn baguette cũng vậy. Và mẫu thiết kế này tất cả kim cương đều được đóng dấu nằm trên chiếc nhẫn này. Xin gửi đến quý vị giá là 1.450 đô la cho cái nhẫn này. Cái nhẫn này trị giá ít nhất là 5.000 đô la đó. Xin lỗi quý vị, 1.550 đô la cho cái nhẫn này. Cái nhẫn này là khoảng 4.000 đô la. Nhiều khi quý vị đeo trang sức, quý vị không hiểu hết về cái giá trị, thì khi Lâm Trừ Vĩ giới thiệu một cái sản phẩm, Lâm Trừ Vĩ muốn cho quý vị hiểu được từng chi tiết. Thì trên chiếc nhẫn này quý vị chỉ cần nói tới cái viên đá sapphire mà nằm trên chiếc nhẫn này, thì cái viên đá này nó gọi là màu royal blue, có nghĩa là cái màu cashmere. Cashmere là một cái mỏ đá mà sapphire đẹp nhất trên cái thế giới này. Những người hoàng tộc ở bên Anh Quốc đó quý vị, những cái sản phẩm sapphire của họ là đến từ cái mỏ cashmere, nó gọi là cornflower blue. Thì đây là một chiếc nhẫn mà mình nói về cái thiết kế nó giống như kiểu design của Victorian, bằng vàng 18 màu vàng, và cái chi tiết ở trên đây nó rất là cầu kỳ.
quý vị thấy là những cái viên hột xoàn baguette họ phải cắt nó uốn lượn lên xuống, nó nghĩa là cái độ cong người ta nhận á, nó không phải nằm thẳng một đường mà nó có cái độ cao thấp. Rồi kế tiếp độ ngắn dài từng cái viên hột xoàn baguette, và tất cả hột xoàn ở đây là nước đi, là VVS, và giá là 1.550 đồng. Quý vị nào mà có sinh nhật trong tháng 9 thì chắc chắn cái ngày sinh nhật của mình cũng muốn sở hữu một cái món trang sức nào đó mà nó nhắc cho mình là gọi là luôn luôn mình celebrate cái ngày sinh của mình, thì chiếc nhẫn sapphire này dành cho sinh nhật tháng 9 rất là tuyệt vời. Nhưng mà những người mà thích kim cương, những người thích trang sức, mà quý vị thấy một cái mẫu nhẫn như thế này thì em bảo đảm quý vị đeo cái nhẫn này vào, quý vị sẽ không bao giờ muốn rời xa nó đâu, tại vì nó quá đặc biệt về cái cấu trúc của cái design. Đó là sản phẩm số 21 nha. Đẹp mà nó sang quá ha. Ngày hôm nay là mình sẽ còn nhiều cái sản phẩm đặc biệt lắm. Bởi thời gian hôm nay là Lâm Chuỗi phải có một cái commitment, Lâm Chuỗi phải đi sớm, cho nên là Lâm Chuỗi làm chương trình nó ngắn hơn mọi lần. Nhưng mà quý vị thấy là chúng tôi cũng cố gắng đem đến quý vị những cái điều tốt nhất, những cái sản phẩm mà bảo đảm quý vị coi một cái chương trình của em rồi quý vị đi vào những cái tiệm trang sức mà mắc tiền nhất thì quý vị thấy nó có một cái gì đó nó rất là giống như những cái trang sức của chúng tôi, mà với cái giá chúng tôi bán cho quý vị nó chỉ là một cái fraction, nghĩa là một cái phần rất là nhỏ thôi quý vị. Và cảm ơn rất là nhiều những cô chú luôn luôn theo dõi, nhiều chú lớn tuổi hay là mấy chị không có nhắn tin trực tiếp, nhưng mà mấy chị lúc nào cũng nói với em là trời ơi coi ủng hộ thường xuyên, ngày nào cũng mở tivi ra coi một cách gọi là thân thiện giống như là người nhà vậy đó. Cho nên là rất là cảm ơn tất cả những quý vị khách hàng khắp nơi trên thế giới luôn luôn yêu mến, ủng hộ và tin tưởng thương hiệu Lâm Trừ Vĩ Diamonds. Và bây giờ xin mời quý vị đến với cặp bông tai quen. Cái cặp bông tai này thì nó rất là dễ thương lắm. Đây là những viên hột xoàn 2.5 ly nha quý vị, khoảng 2.4 ly á, 2.5 ly nha. Đây là cặp bông tai mà nó nằm sát trái tai, quý vị nào thích đeo sát trái tai thì cái cặp bông tai này, cho nên hình như mình có một cặp bông này thôi. Cặp bông tai này Lâm Chủy để cho quý vị giá rất là rẻ ngày hôm nay luôn nha quý vị. Ở đây là $990 và mình chỉ có một cặp duy nhất thôi, cho nên là thôi mình show now luôn cho quý vị nha. $990 cho cặp bông tai thiết kế bằng vàng 14. Cái khóa này là khóa làm từ bên Ý, quý vị thấy nó, khi mà quý vị nhận cặp bông tai này về, nếu mà quý vị nào mua cặp bông số 27 này là cặp bông tai quen 22, nó nằm sát trái tai, nghĩa là quý vị đeo vô nó nằm đúng trái tai quý vị, thì quý vị sẽ thấy ở phía sau nó có một cái miếng vàng nó nhô ra, thì quý vị bóp nó xuống thì nó sẽ bật cái khóa ra. Cho nên đây là một cái kiểu bông, cái khóa nó rất là an toàn, và cái khóa này mình làm từ Italy bằng vàng 14K và hột xoàn 2.5 ly nước đi VVS Clarity hết cho cặp bông tai này nha quý vị, 990 đồng nha. 990 đồng cho cặp bông tai số 27 ở đây là 22. Mình có bao nhiêu viên hột xoàn ở đây? Hình như là có 10 viên hả? 24. Rồi nhiều. Đây để cứ đếm lại cho quý vị. 6 7 14. Ok, mười mấy viên á nha. Rồi thôi bây giờ nè, cặp bông này thì em chỉ có một thôi, cho nên là em để lên thì cũng cảm ơn quý vị nãy giờ đang theo dõi trên Facebook và YouTube. Quý vị nhớ bấm nút subscribe, nếu mà quý vị nào chưa đăng ký thì quý vị đăng ký. Còn quý vị đăng ký rồi đừng đụng gì vô nữa chứ á, quý vị đụng vô là quý vị unsubscribe. Quý vị theo dõi follow em trên Facebook. Facebook của em là Lâm Trừ Vĩ Diamonds. Và một lần nữa cảm ơn quý vị, chúng ta qua số 23. 23 sẽ là một cái nhẫn hột xoàn 1 carat bằng platinum, mà chiếc nhẫn này là một chiếc nhẫn rất đặc biệt trong buổi tối ngày hôm nay, bởi vì đây sẽ là một cái nhẫn sale rẻ nhất cho quý vị với giá chỉ có $2,950 cho cái nhẫn hột xoàn này, khoảng 1 carat nước E color VSSI Clarity, và đặc biệt cái vỏ này được làm bằng bạch kim. Wow, đẹp quá. Cái viên kim cương này nổi lắm mấy vị. À, cái giá cắt cũng phải nói đặc biệt, lấp lánh, chiếu. Và cái vỏ thì quý vị thấy rồi, một cái vỏ là nước đi VVS Clarity với những viên kim cương, chỉ đi một cái vòng kim cương nhẹ nhàng xung quanh và một cái đường kim cương dọc hai bên vậy thôi. Đó, bằng vàng, bằng platinum nhá vị. À, bằng platinum, đó, sang trọng. Với một viên kim cương nhìn giống như một cara vậy quý vị. Nhưng mà đây là một viên kim cương 5 ly mấy hả? 6 ly không? Em coi nha. Nó gần 6 ly. Cái này 1 carat nha quý vị, đó là em vừa giới thiệu xong. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Đây là một cái mẫu thiết kế rất là độc đáo, bởi vì quý vị thấy là mình không có những cái mẫu thiết kế làm bằng platinum nhiều nha. Nó là nước gì?
Nước y, nước đi hả? Nước y color. Đó, rất là trắng nha quý vị, rất là đẹp. Rồi đó là số 23 nha. Quý vị nào muốn mua một chiếc nhẫn luôn, cả vỏ luôn, một cái viên kim cương 1 carat mà xuất sắc như vậy mà chỉ có 2.950 thôi. Đây là cái thiết kế rất là đặc biệt nha. Đơn giản, dễ thương, đẹp, sang, không có gì cầu kỳ. Đó, năm nào đeo cũng được, tháng nào đeo cũng được. Và cái này là đặc biệt ngày hôm nay bằng platinum. Và ngay bây giờ xin mời quý vị lại đến với một cái wow, một cái tượng thánh giá số 24. Tượng thánh giá này là hơi bị rực rỡ. Cái này là mình đeo mà có che giấu cũng không được. Nhưng quý vị, tại tượng thánh giá này rất là to, hột xoàn đây là toàn là những viên hột xoàn bự không à. Đây là một tượng thánh giá hột xoàn, ở đây là 3.5 ly. Oh wow. Ở chính giữa là 3 ly, 4 ly. Ở xung quanh là 3.5 ly nha quý vị. Đây là những viên hột xoàn 3.5 ly. Mình có là 2, 4, 6, 8, 10, 12 viên hột xoàn 3.5 ly nha. Dài khoảng đâu 2 inch, gần 2 inch. Wow, đẹp. Lâm Trừ Vĩ để cho quý vị tượng thánh giá này với cái giá là $2,330 mà thôi. $2,330 nha quý vị. Wow. Tượng bằng vàng 18 kề. 12 viên kim cương 3 ly mấy, gần 4 ly hả? 3.5 ly, chính giữa là 4 ly nha quý vị. Chính giữa là 4 ly 8 nha. Trời ơi, đẹp quá quý vị. Đẹp lắm nha. Đó, ai mà thích đeo một cái tượng thánh giá to xuất sắc nha, những viên kim cương trắng nè, chiếu nè, đẹp nè. Đó, cho 12 viên kim cương như thế này. Actually cái này nam nữ đều đeo được hết nha. Đó, cái này là không kén ai đeo hết đó. Dài cũng khoảng gần như 2 inch. Rồi quý nào thích đeo một tượng thánh giá mà mình upgrade cho mình á, muốn cái những viên kim cương nó to hơn, thì đây lại là 3.5 ly, 3.6 ly, 3.8 ly. Đó. Trong đây với 12 viên 2.330 đồng. Wow, mẫu thiết kế này là một cái kiểu design phải nói là đẹp. Rất là simple và rất là classic, bởi vì nó đi theo kiểu 4 chấu bằng vàng 18. Thì mình để cái đó giá bao nhiêu? Dạ 2.330. 2.330 thì quý vị trừ đi tiền vàng của cái này là 690 đồng, thì quý vị chia cho 12 viên, mỗi viên hột xoàn này chỉ có 130 mấy đồng thôi quý vị. 130 mấy đồng thì bằng tiền quý vị mua một viên hột xoàn 3 ly, mà ở đây là tiếp 3.5 ly, 3.8 ly. Cho nên là tất cả những cái sản phẩm ngày hôm nay quý vị thấy là chúng tôi cố gắng để cho quý vị những cái giá mà đặc biệt. Tượng thánh giá mà 3.5 ly là quý vị mua ngày hôm nay là không bao giờ dưới 3.000 mấy, 4.000 đô. Thông thường thì quý vị thấy chỉ có khoảng 2 ly mấy, 2 ly 2, 2 ly 3 đã là 700-800. Còn 3 ly đã là gần 1.800, 1.900 rồi quý vị. Ở đây là tới 3.5 ly mà chỉ có mắc hơn 3 ly chỉ có 400-500 đồng thôi. Thì quý vị thấy là tượng thánh giá được design bằng vàng 18 và đi tới 12 viên. Thì bây giờ mình nghĩ rất là đơn giản thôi, một cái nhẫn 5 hộp mà 3.5 ly quý vị mua là gần 2.000 đô rồi. Bây giờ quý vị thấy cái này là tới 12 viên, có nghĩa là gần như là hai chiếc nhẫn hơn 2 viên nữa, đúng không? Rồi đó là mẫu thiết kế số 24. Và xin mời quý vị đến với mẫu thiết kế ngay bây giờ là số 25. Ồ, 25 ngày hôm nay sẽ là một cái nhẫn rất là đặc biệt quý vị. Tại sao chiếc nhẫn này nó đặc biệt? Bởi vì em xin mời quý vị nhìn lên màn hình cùng với Lâm Trời Vĩ nha. Đây là một viên hột xoàn 1.5 carat. Mà viên hột xoàn này đó quý vị, cái giác cắt của nó gọi là Celebration Cut. Wow, 102 giác cắt nha. Và nó có giấy chứng nhận GIA, viết ở đây giùm em GIA luôn nha. Wow, quý vị thấy cái nhẫn này chưa quý vị? Quý vị nhìn cái kiểu quý vị thấy làm sao? Nhìn cái kiểu là wow, đây là một cái nhẫn này nó cắt giống như cái hoa đó nha quý vị. Hoa. Nó gọi là Celebration Cut nha quý vị, nó có cái số của cái này nha. Wow, nó đóng dấu là Celebration. Cái này nó không phải là GA mà nó của là Celebration. Cho nên là quý vị thấy là nó có khắc cái số. Wow, năm vậy không phải GA. Rồi,
cho một viên kim cương. Ủa, cái này mấy carat vậy? 1.5 carat. Cái giá cắt này lạ quá hả? Wow, nó ok quý vị. Tu đẹp quá quý vị ơi. Nó giống như những cái sợi nó là cái ấy. Hoa, nó cắt thành cái hoa nha quý vị. Wow, cái viên ngọc sàng này là... viên ngọc sàng này độc đáo lắm nha. Và cái viên ngọc sàng này, cái tên gọi của nó là Celebration Diamond Collection nha. Celebration. Và nó là một viên ngọc sàng nước y color VS Clarity 1.50 carat. Và nó đặc biệt lắm, nó nghĩa là họ cắt thành 102 giá cắt. Và nếu mà quý vị nhìn cái vỏ hộp xoàng này là quý vị thấy vỏ này là nó đi thành một cặp nhẫn, cũng do một thương hiệu design làm lên cái mẫu nhẫn này. Và chiếc nhẫn này Lâm Chủy xin đặc biệt on sale cho quý vị ngày hôm nay với giá 9.990 đô la mà thôi, 9990. Quý vị, nếu mà chiếc nhẫn này ngày hôm nay quý vị đi vào tiệm để quý vị mua chiếc nhẫn này thì cái nhẫn này đem coi giá bao nhiêu cho quý vị liền bây giờ nha. Rồi cái giá cắt này đó là nó đẹp rực rỡ luôn nha. Và cái vỏ này xuất sắc rồi, đi kiểu tuy đi quý vị đó. 7 ly mấy, cái này là 7 ly 3, 7 ly rưỡi. Ok, chiếc nhẫn này đó quý vị, wow, chiếc nhẫn này là hiện giờ là cái hộp xoàng không thôi là 16.000 đô la. Cái vỏ này là 3.500 đô la. Là chiếc nhẫn này quý vị mua là ít nhất là gần 20.000 đô la. Ồ, em không có nghĩ cái nhẫn này đến như vậy đâu quý vị. Mắc như vậy luôn ha. Rồi, lần nữa đều. Wow, cái celebration này nó rất là mắc tiền. Wow. Oh my god, amazing quý vị. Cái giá này em bán là, nghĩa là cái nhẫn này khi mà quý vị cái trần không có nhìn kiến vô, chỉ nhìn mắt thường thôi, quý vị thấy là nhìn trong cái viên hộp xoàng nó cắt thành cái hoa, nghĩa là từng cánh hoa nó đi thành một cái bông hoa nằm trong cái viên hộp xoàng. Đó là một cái giá cắt rất là độc đáo, tên gọi nó là celebration. Và đó là lý do tại sao những cái sản phẩm này đặc biệt được rất là nhiều quý vị đi tìm kiếm. Mà nếu mà quý vị đi mua cái nhẫn này thì chiếc nhẫn này ngày hôm nay phải là 20.000 đô la quý vị mới sở hữu được chiếc nhẫn này. Và đó là lý do tại sao công ty chúng tôi luôn luôn có được cái sự thu hút khách hàng, là bởi vì chúng tôi có kiến thức về trang sức, kiến thức về kim cương, chúng tôi có cái khả năng tìm kiếm, sáng tạo và đem đến người khách hàng những sản phẩm kim cương đặc biệt với giá trị rất cao, nhưng quý vị lại không phải bỏ ra số tiền thật là nhiều. Những cái sản phẩm này là quý vị thấy rõ ràng là không phải là em nói lên cái này 20.000, mà bây giờ quý vị đi vào thẳng cái tiệm mà bán hộp xoàng mà của thương hiệu Celebration, giá cắt Celebration, thì quý vị hỏi là quý vị biết giá bao nhiêu tiền liền, đúng không quý vị? Rất là dễ dàng để cho mình kiểm chứng được cái giá trị của sản phẩm mình nó như thế nào. Và một lần nữa, sản phẩm đó chúng tôi chỉ có một chiếc nhẫn. Và ngay bây giờ xin mời quý vị đến với số đó, số mấy? Số 25. 25. Và bây giờ xin mời quý vị đến với số 26. 26 ngày hôm nay sẽ là một cái lắc tay hộp xoàng. Cái lắc tay này wow. Cái lắc tay này nó đẹp đẹp, phải nói là đẹp khủng khiếp luôn đó nha quý vị. Cái lắc tay này là cái kiểu này á, quý chồng có biết là mình đặt rất là lâu ngày hồi đó. Cái này là mẫu thiết kế độc quyền của tiệm em đó quý vị. Cái lắc tay này là hộp xoàng ở đây là khoảng 3 ly rưỡi nha quý vị. 3 ly 3. Đó, 3 ly 3, 3 ly cái này là từ 3 ly 3 nha. Wow, cái lắc tay này là hộp xoàng khoảng 3 ly 3. Cái mẫu thiết kế này là design theo kiểu hình vuông. Và cái lắc tay này ngày hôm nay Lâm Chủy gửi đến quý vị giá là 5.430 đô la. Cái này là 5.430 đô la. Ở đây là mình có 3 ly 3 lận nha quý vị. Có viên tới 3 ly rưỡi luôn đó quý vị. 3 ly, 3 ly 3. Wow, đẹp quá. Tất cả là hộp xoàng nước Y và nước D, VSSI Clarity. Để có chừng đếm thử coi đây là bao nhiêu viên vàng, nặng là gần hơn nửa lượng vàng rồi đó quý vị, nửa ao vàng đó. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, wow. 18, wow, nghe ngang đó 20, là thấy mấy chục viên hộp xoàng là mình thấy là lỗ tiền rồi đó. Cái lắc tay này sẽ có một chiếc duy nhất này thôi. Viết cho dùm em luôn, 31 viên hộp xoàng nha quý vị. Nếu mà mình tính cho quý vị 5.430, quý vị trừ tiền vàng đi là 1.650, quý vị chia cho 31 viên hộp xoàng. Một viên hộp xoàng này chỉ có 100 mấy chục đồng mà quý vị. 3 ly 3. Đó, trắng quá, nó rất là đẹp. Cái vỏ này đó quý vị, là mình nếu mà quý vị mua cái vỏ này quý vị để vô hộp xoàng 4 ly cũng được luôn. Cho nên là quý vị thấy như Lâm Chủy đeo quá. Trên tay của em nè, quý vị thấy em đeo lên rất là sang không? Rất là sang luôn quý vị. 5.430 đồng, xứng đáng từng đồng tiền ở trên đây. Bởi vì cái kiểu quý vị lắc tay hộp xoàng 3 ly, 3 ly rưỡi thì quý vị mua ở đâu chả có.
tiệm nào cũng bán lắc tay được đó. Nhưng mà bây giờ quý vị nhìn lên cái kiểu nè, nhìn lên chất lượng hột xoàn nè, quý vị nhìn lên cái thiết kế nè, để khi mình đeo lên một cái lắc tay, ai người ta cũng trầm trồ, chứ không phải là người ta chỉ nhìn mình ta nói một cái lắc tay cũng là cái lắc tay, chẳng có gì đẹp hết. Đây là những cái thiết kế này, mỗi cái design của công ty chúng tôi làm đều có những cái điều độc đáo, đặc biệt và chi tiết nằm ở trên đó. Thì đây là cái kiểu thiết kế nó đi bốn chấu vuông và nó tạo thành cái khối hình vuông để làm cho viên hột xoàn nhìn giống như là một viên hột xoàn to. Giống như là nếu mà quý vị mua cái này 4 ly thì cái lắc tay này ít nhất phải trên là 16 đến 17 ngàn đô. Ở đây chỉ có 5.430 đô la. Và quý vị ơi, một lần nữa tất cả quý vị đang theo dõi chương trình, quý vị có thể apply cho chương trình trả góp từ 6 đến 12 tháng không tiền lời. Cái tiền lời mà quý vị không trả đó là do chúng tôi đã trả cái tiền lời đó cho quý vị qua hệ thống nhà băng. Cho nên là quý vị chỉ cần bằng cách apply để lấy được cái approval, quý vị bấm vào cái đường link nằm phía dưới, nó là Synchrony, nằm phía dưới nó có cái đường link. Còn quý vị nào coi trên Facebook thì em có những cái posting của em là để có cái QR code, thì quý vị chỉ cần bấm vào đó là quý vị sẽ được hướng dẫn cái đường link để apply. Những cô chú lớn tuổi mà không biết cách apply thì quý vị nhờ con cháu quý vị, còn không quý vị liên lạc trực tiếp số phone Lâm Triệu Vĩ là 310-968-0577. Và một lần nữa chúc tất cả quý vị một cái tuần coming up, những ngày cuối tuần thật là nhiều điều tốt đẹp, hạnh phúc, và một lần nữa luôn luôn thật là nhiều tiền nha quý vị. Quý vị làm gì làm, lúc nào cũng có nhiều tiền để anh chị coi kim cương mua được luôn, còn không thì quý vị vẫn coi kim cương, quý vị giữ được những cái kiến thức, những hình ảnh đẹp của công ty chúng tôi gửi đến quý vị hàng tuần. Và chúc quý vị có được weekend tràn đầy niềm vui cùng với gia đình, và chúng ta gặp lại quý vị vào tối ngày Chủ nhật. Xin chào tạm biệt. Hệ thống kim cương thiên nhiên cao cấp độc quyền người Việt tại Hoa Kỳ, Lâm Triều Vĩ Diamond xin hân hạnh giới thiệu đến tất cả quý vị khắp nơi trên thế giới những chương trình livestream đặc biệt trên kênh YouTube Lâm Triều Vĩ Diamond Official dưới sự điều hành và sáng tạo của CEO Lâm Triều Vĩ. Công ty chỉ duy nhất chuyên về những sản phẩm kim cương thiên nhiên, những viên kim cương đặc biệt độc đáo Pink Diamond, GIA, Burma Ruby, Emerald, Sapphire, Salsifer, Cẩm Thạch Thiên Nhiên, AJ và những bộ trang sức độc quyền do chính Lâm Triều Vĩ thiết kế và sản xuất. Hệ thống kim cương Lâm Triều Vĩ Diamond là công ty kim cương duy nhất và đầu tiên của người Việt tại California đạt nút bạc của YouTube với hơn 1/3 triệu người theo dõi và hơn 8 triệu lượt người view. Chúng tôi có nhiều chi nhánh khác nhau tại California trong thương xá Phước Lộc Thọ, lầu 2, số 230-10 và số 224. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi và ủng hộ công ty suốt thời gian qua. Xin quý vị liên lạc trực tiếp số phone 310-968-0577 khi có nhu cầu mua sắm.